Thì trong cái phần mà bài giảng của mình á, trong cái chương trình là nó chỉ có là hình ảnh học thôi, nhưng mà bác Tiên lồng ghép vô đây cái phần chọc giò tủy sống ha. Phần đầu tiên thì mình sẽ đi vào vấn đề là chọc giò dịch não tủy, nhưng mà trước khi mình đi vào vấn đề này thì mình phải biết dịch não tủy nó có từ đâu, nó có nguồn gốc như thế nào và chức năng của nó như thế nào, thành phần của nó có những cái đặc điểm gì. Thì dịch não tủy là nó một chất ngoại bào đặc biệt không màu xung quanh não và tủy sống. Nó có chức năng là bảo vệ não và tủy sống tránh được những cái va chạm, những cái sang chấn từ bên ngoài. Ở người trưởng thành thì cái số lượng dịch não tủy là khoảng 140ml, và nó cứ mò trong vòng 24 giờ thì nó sẽ đổi mới hoàn toàn 3 đến 4 lần. Ngoài cái chức năng là bảo vệ tủy sống, bảo vệ cái tủy sống và não bộ, thì dịch não tủy của mình còn tham gia vào các quá trình dinh dưỡng và chuyển hóa của hệ thần kinh. Rồi, cái phần đầu tiên mình muốn, phần thứ hai mình muốn nói là nguồn gốc của dịch não tủy nha. Đại cương dạng vậy thì nguồn gốc của dịch não tủy nó bắt đầu từ đâu? Thì dịch não tủy nè, nó sẽ bắt đầu từ cái đám rối mạch mạc ha, nằm trong cái não thất bên. Và sao ra từ cái não thất bên đó, nó sẽ đi qua lỗ Monroe vào não thất ba. Nhìn trên đó các em thấy được ha, có cái những cái mũi tên đó, bác sĩ sẽ nói sơ về cái cơ chế trước. Qua lỗ Monroe vào cái não thất ba và qua lỗ Losca vào khoang dưới nhện của não. Khoang dưới nhện của mình đây, và từ cái lỗ và nó đi vào khoang dưới nhện của não và qua lỗ Magendie thông với khoang dưới nhện của tủy sống. Nói chung là nó là một cái vòng tuần hoàn nha, bắt đầu từ ở trong não bộ đi qua những cái vùng màng não, rồi sau đó sẽ đi qua tủy sống và sau đó sẽ luân phiên trở về não bộ của mình. Nó là một cái chu kỳ, một cái vòng tuần hoàn. Và cứ 2 giờ thì khoảng 20ml dịch não tủy được sinh ra và hấp thụ trở lại tĩnh mạch. Do đó nó được đổi mới liên tục là 3-4 lần trong vòng 24 giờ. Khi mà cái hệ thần kinh trung ương mình nó có thương tổn, chẳng hạn như cái vùng màng não có thương tổn hay là cái vùng tủy sống nó có chấn thương gì đó, thì sẽ ảnh hưởng tới cái vùng dịch não tủy. Như vậy thì khi mà mình xét nghiệm dịch não tủy thì mình sẽ đánh giá được cái mức độ ha, do viêm, do nhiễm hay là do u hay là những tổn thương gì khác. Chỉ định của chọc giò dịch não tủy, thứ nhất là chẩn đoán, cái thứ hai là điều trị. Trong phần chẩn đoán thì mình xác định đây nè là tình trạng nhiễm trùng. Nhiễm trùng ở đây là do gì? Do vi trùng, siêu vi, vi nấm. Rồi mình còn chọc giò dịch não tủy, nếu như mà đang điều trị những cái bệnh này rồi, xác định được bệnh này rồi, thì mình sẽ có bước thứ hai là chọc lần thứ hai để mình đánh giá, mình theo dõi kết quả điều trị của mình nó có ổn hay chưa. Lần đầu mình chọc ra là 15 con vi trùng, con bạch cầu. Lần sau mình chọc lại đúng cái thời gian điều trị kháng sinh rồi thì mình chọc lại coi nó còn bao nhiêu con, hay nó âm tính chưa, hay là ở mức trong giới hạn cho phép nó đã đánh giá bình thường. Và cái chẩn đoán thứ hai là để xác định xuất huyết khoang dưới nhện. Khoang dưới nhện, nếu như mà có xuất huyết thì nếu đã nói tới từ xuất huyết thì mình nghĩ tới gì? Nếu mà có máu thì trong dịch não tủy nó sẽ ra màu đỏ hoặc là màu hồng. Thì nó sẽ có cái cách mà mình để mình đánh giá cái nghiệm pháp mình chọc giò dịch não tủy có chạm mạch hay không. Chạm mạch thì nó sẽ có máu trong dịch não tủy, và không chạm mạch thì dịch não tủy nó bình thường, thì đó là xuất huyết khoang dưới nhện, thì nó có nghiệm pháp là 5 ống. Sau này khi các em đi sâu về cái phần này thì các em sẽ hiểu được ha. Hoặc là đi lâm sàng mà có bác sĩ nào chọc giò đó thì mình lại mình xem hoặc là mình tham khảo. Các em thì không học, không có làm mấy cái thủ thuật này rồi. Và bước thứ ba nữa là chẩn đoán để mình xác định coi những trường hợp ung thư hoặc là những cái khối u hay gì đó chèn ép vào cái khoang dưới nhện, nó sẽ có cũng có biểu hiện ra cái dịch não tủy mình như thế nào. Hoặc là không phải là mình xác định mình chọc giò dịch não tủy, mà là mình chọc xong rồi để mình bơm thuốc, thì lúc đó mình mới xác định cái u. Cái u nó nằm ở đâu, tại nó tắc ha. Khi chọc giò dịch não tủy ra rồi thì mình dựa vào cái dịch não tủy đó thì mình để chẩn đoán bệnh dựa vào các thành phần của dịch não tủy. Và cái bước thứ hai đó là chọc dịch não tủy có chức năng là để điều trị. Điều trị gì? Mình chọc giò dịch não tủy mà thường thường những năm gần đây mà người ta nói một cái tai biến trong khi sinh đẻ đó là cái gì? Chọc giò dịch não tủy cho biến chứng, do nó hạn chế mà gây tê tủy sống. Hiện giờ là người ta rất là hạn chế dùng phương pháp gây tê tủy sống để sinh mổ ha. Thì muốn gây tê tủy sống thì các em phải chọc giò dịch não tủy mình mới bơm nước vô được.
Cây cây này dùng để điều trị và hoặc là truyền hóa chất nha. Rồi điều trị thứ ba là bơm thuốc cản quang trong trường hợp chẩn đoán những cái bệnh hoặc là điều trị bệnh. Chống chỉ định gì? Cái đầu tiên nhất là tại chỗ. Mình nghĩ tới cái chống chỉ định trước nhất là gì? Tại chỗ chọc của mình là gì? Cái nhiễm trùng. Dám chọc không? Đâu dám. Nếu mình chọc thì nó sẽ ảnh hưởng tới vùng trong. Nếu như bệnh nhân có một cái rối loạn về bệnh lý về đông máu, cũng không ai dám chọc. Chọc xong nó chảy máu hoài rồi làm sao? Rồi trường hợp thứ ba nữa là bệnh nhân có tổn thương ở vùng cổ, có chấn thương ở vùng phỉ cổ, nếu chọc là tụt não luôn, bệnh nhân đi luôn. Rồi, nó kèm theo đó là cái trường hợp tăng áp lực nội sọ. Nếu mà tăng áp lực nội sọ mà cần phải điều trị thì mình cũng phải cân đối. Nhưng mà trước khi chọc là mình phải cho chụp CT scan để kiểm tra cái biểu hiện nó, mình tiên lượng nó tăng áp lực nội sọ tới đâu để mình có chỉ định là chọc. Nếu cần thì mình cũng phải chọc thôi, nhưng mà phải giám sát và có những cái phương pháp chuẩn bị kịp thời. Về kỹ thuật chọc và dịch não tủy thì trước nhất, trước khi chọc, lúc mà khám bệnh là mình phải giải thích cho bệnh nhân là cô ơi, bác ơi, anh ơi gì đó, là bệnh này cần phải chọc và dịch não tủy để xác định thêm cái tình trạng bệnh của mình. Mình phải tư vấn cho bệnh nhân những cái tai biến hoặc là những cái biến chứng khi mà làm thủ thuật. Nói chung không phải chọc giờ dịch não tủy mà tất cả các trường hợp mà mình làm thủ thuật trên bệnh nhân mình đều phải giải thích cặn kẽ, tránh trường hợp người ta chịu ngược lại mình khi mà xảy ra những trường hợp tai biến. Và khi bắt đầu mình làm thì mình phải chuẩn bị bệnh nhân và chuẩn bị dụng cụ. Dụng cụ ở đây thì mình sẽ được chuẩn bị một cái mâm dụng cụ có sẵn, nó sẵn trong đó những thành phần rào rồi. Còn bệnh nhân thì mình chuẩn bị bệnh nhân bằng cách ngoài cái vấn đề mà giải thích cho bệnh nhân những cái bước, những cái giai đoạn đó, thì mình phải cho bệnh nhân vệ sinh cá nhân, đi tiêu đi tiểu hay gì đó. Tại vì sau khi chọc thì mình sẽ cho bệnh nhân nằm nghỉ từ 3 đến 6 tiếng, không cử ra, không có ngồi dậy. Thì trong cái mâm mà dụng cụ của mình thì cái mâm này phải hoàn toàn vô trùng, là mình gửi hắt. Trong đây nó có cái gì? Có thứ nhất là kim chọc dò. Kim ở đây là kim 20 hoặc là 22. Rồi ống tiêm, ống tiêm là để cây tê đó, xi lanh ha. Ngoài ra còn có gì? Dung dịch sát khuẩn, còn gòn gạt xăng lỗ, găng tay. Rồi cái máy đo áp lực. Máy đo áp lực này thì nói chung là đa số các trường hợp không, coi như không có, không có trong cái mâm dụng cụ mình. Bây giờ người ta có thể khi người ta chọc dịch não tủy ra để đánh giá quan sát, thì nếu mà theo kinh nghiệm á, là mình nhìn thấy mình có thấy tốc độ nó chảy chậm. Nếu mà cùng cái kim á, là ở kim số 20 hoặc là 22, thì đối với những bệnh nhân này, bệnh nhân kia, mình làm lâu ngày mình đã biết, mình nhìn thấy ước lượng thôi nha, chứ không phải chắc chắn là bệnh nhân đó là tăng áp lực nội sọ nha. Thì những trường hợp mà bệnh nhân mà có áp lực tăng thì cái dịch não tủy nó chảy ra rất là nhanh ha. Còn áp lực chậm thì chảy ra rất là chậm, rỉ rả. Mình ngồi chờ mà lấy mà biến từ 5 tới 10 giọt vào một ống nó rất là lâu. Thì cái lọ đựng dịch xét nghiệm, lọ đựng dịch não tủy này á, thường ở đây là mình chế bằng những cái ống mà đựng kháng sinh á. Cái lọ thủy tinh bằng kháng sinh, nhưng mà mấy cái lọ này là mình đã vệ sinh rồi, mình đem mình đi hấp nha. Nó gói như một cái khăn, một cái hộp, như cái mâm, một cái khay, xong đó gói da với bạn gói vải lại. Và khi mà mình bắt đầu chuẩn bị chọc dò dịch não tủy thì trước nhất là mình phải chuẩn bị cái khu vực mà mình chọc dò, không cho người nhà vô, chỉ có một mình tự mình thôi, hai em điều dưỡng, một điều dưỡng, một bác sĩ, về nguyên tắc là ba người ha. Rồi cái thứ hai, nó điều dưỡng nó phải phụ bác sĩ để chọc, chẳng hạn như là chuẩn bị về dụng cụ, mình nói chọc dò dịch não tủy thì bác sĩ sẽ làm thủ thuật với bệnh nhân, là cam kết những cái thủ thuật ha. Rồi điều dưỡng lúc đó là sẽ chuẩn bị phòng, sẽ chuẩn bị những dụng cụ, những cái dụng cụ cần thiết để khi mình làm. Về tư thế bệnh nhân nằm nghiêng nha, là vai vuông, vai và hông vuông góc với cái giường. Nhưng mà ở đây á, thường thường khi mình cho bệnh nhân làm thủ thuật là mình sẽ đưa vào cái buồng thủ thuật để mình làm, do đó trước khi làm là mình cho bệnh nhân lên cái xe ha. Còn nếu như mà mình muốn làm tại chỗ là phải có màn che, không để người ngoài nhìn thấy, thì đây là cái thủ thuật. Người nhất là người nhà, khi mà người ta nhìn thấy thì người ta rất là nóng ruột, không có cho chuyện làm đâu, mà nghe nói cái gì chọc chọc vô tủy là người ta rất là sợ ha. Bệnh nhân ở đây là nằm vuông góc nè,
vuông góc với mặt giường, lưng song song với thành giường, bệnh nhân nằm co gối và gặp cầm gặp ở phía trước giống như tư thế của con tôm ha, nằm càng cong thì càng tốt. Cái khe giữa cái hai cái đốt sống đó, hai khe liền đốt sống nó sẽ hở ra thì mình chọc giò nó sẽ dễ hơn đó. Có một số trường hợp bệnh nhân mập nhưng mà lại dễ chọc hơn bệnh nhân già lớn tuổi ha, lại già lớn tuổi nó sơ trên cột sống nó biến dạng rất là khó chọc. Không phải thấy người già rồi ốm khóm dễ chọc không có đâu nha, cột sống nó biến dạng cái là mấy em chọc hoài không vô á. Là hai cái gối là phải ép sát vô bụng và cái cằm của mình phải gập vô bụng nha. Trong cái hình ảnh này thì mấy em thấy có cái gì đó sai sai không? Sai sai gì gật đầu chị? Hả? Không, cái chân này là co rồi. Gối thường thường chọc giò dịch nấu kỹ ít ra để nằm gối, cho nằm thẳng luôn, bích nằm gối nha. Thì mình sẽ xác định cái khe đốt sống L4 hay L5. Ở người trưởng thành thì tủy sống tận cùng ở L1, còn người trẻ thì tận cùng ở L2 à. Do đó mình chọc là phải chọc trên cái đó, chọc trên cái đốt sống, cái vùng cùng của tủy sống chứ đâu ai chọc ngay cái vùng cùng. Chọc ngay vùng cùng nó khó vô ha. Thậm chí ở vùng cùng của mình nó có những cái rễ nữa là làm sao mà chọc. Thì mình sẽ chọc trên cái vùng của tủy, vùng trên cái chóp cùng của tủy. Thì ở đó thường chọc là L3, 4 hoặc 4-5 hoặc là L5-1. Và đây là những cái vị trí mà chọc an toàn nhất. Và hầu hết những người mà trưởng thành thì cái L4, L5 đó nó sẽ ngang hai cái màu chậu. Biết màu chậu không? Học giải phẫu rồi. Đâu? Ở đâu? Tự sờ đi ha. Còn kỹ thuật chọc thì chọc trước khi chọc là sao? Mình cũng phải sát trùng. Sát trùng là phải sát trùng rộng. Và vậy cái cách sát trùng là sao? Vòng tròn ha. Rồi đúng rồi. Còn nếu như mà mình sử dụng cồn gót là mình khi mình chọc kim vô vị trí nào là mình phải lau cho nó khô cái vị trí đó. Tại vì nếu mình còn ướt mà mình chọc cái kim vô ngay cái vị trí mà có cồn gót như vậy á thì nó sẽ đi theo tấm kim nó vô cái tủy sống và nó sẽ gây viêm màng não kích thích nha. Cái này không để ý là có đó. Sát trùng thường cái sát trùng á là cái người phụ sẽ làm và cái người chính là sẽ mang gan để mình tiến hành mình tìm vị trí. Nhưng mà trước khi tìm vị trí là đừng nên mang gan ha. Trước khi sát trùng luôn mình xác định trước đi, mình cho thì bệnh nhân nằm tư thế đó, cái đầu mình sờ hai cái màu chậu trước rồi mình xác định đây có khoảng là khoảng lên khoảng khe cái ly đốt sống hay không. Mình ấn nhẹ tay vô làm dấu tí xíu, đừng có dùng cái móng tay mà bấm vô cái lưng của người ta nghe đau lắm đó. Mình ấn nhẹ vô thôi, tại lúc đó mình để ý, mình quan sát xong rồi, lúc đầu mình sát trùng bạn, sát trùng xong rồi em điều dưỡng hay bạn nào phụ, ví dụ như hai bạn làm thì bạn kia sát trùng xong rồi mình trải xăng lỗ, sát trùng trải xăng lỗ xong rồi mình mới gây tê nha. Gây tê bằng ở đây cũng giống như những trường hợp gây tê khác thôi, lidocaine 1%. Và mình chọc giò dịch não tủy thường thường là mình dùng kim 20, không dùng kim lớn quá nha, để nó chảy quá nhanh, để nó tuột não luôn à. Trong kim á, mấy em học bên răng hàm mặt rồi thì kim càng lớn thì cái số. Có cầm cây kim chưa? Không để ý hả? Cái số kim á, có kim mà trên mỗi cây kim nó có số trên ha. Kim càng lớn thì cái số nó càng nhỏ, kim 18 là nó bự chảm luôn ha. Còn kim 20, 25 là nó càng nhỏ lại. Cái số nó tỷ lệ nghịch với cái đường kính của cây kim nha, đừng có lộn nha. Nó tôi chọc giò bằng cây kim 18 là cây kim nhỏ nhất là chết liền đó. Và khi mình chọc thì mình sẽ xác định cái khoảng liên, cái mà liên mỏng gai của L3-4 là mình sờ cho mình ánh nắng vô cái lưng mình. Nó sẽ có những cái đốt đội 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 lên á, thì mình giữa hai cái đốt đội đội lên thì mình sẽ chọc vô cái đó bằng cách là cái mặt vát của cây kim nó lên trên, nhưng mà cây kim nó vẫn song song với cái mặt giường. Các bạn trật tự nha, khi mình chọc 1K 2K 3K rồi mình mới cảm nhận được cái khi mà cái kim của mình nó vào khoang dưới nhọn thì cảm giác nó rất là nhẹ tay. Đưa vào cây kim vào thì mình cảm giác nó đi qua từng lớp cơ nha. Ra nó cảm giác nó hơi sượng sượng trong cái tay mình, nhưng mà khi vào cái khoang dưới nhọn rồi cảm giác cây kim mình nó rất là nhẹ. Dừng lại đi, đừng ấy nữa, nó xuyên qua bên kia luôn à ha. Lúc này mình sẽ rút cái thông nồng ra, nhưng mà khi rút thông nồng ra mình thấy máu chảy ra thì mình phải rút bỏ luôn, rút cây kim nó luôn, chứng tỏ là đã chậm mạch rồi.
nó sẽ có cái cách đo bằng máy đo áp lực, nhưng mà cái này thôi mình bỏ qua đi nha, nó sâu lắm mình không có học cái phần đo áp lực đâu. Ở đây là một cái tư thế của bệnh nhân nằm và cái thủ thuật nha, cái tư thế, cái này nó sai, nó chỉ hướng dẫn, nó chỉ cho hình ảnh mang tính chất minh họa về cái cột sống và cái cắt những cây kim thôi. Còn nếu nói về mà cái thủ thuật này thì nó thủ thuật này nó không đúng, tại vì nó không có trải xăng lỗ hay những cái bước vô trùng gì khác nha. Mình chỉ tham khảo cái này là cái vị trí của chập giò và cái mô hình ở trong cái tủy sống thôi nha, chứ phải đưa hình này lên nó đem cái hình này là cái hình chập giò là không đúng nha. Còn khi mà dịch não tủy ra rồi thì mình phải quan sát cái màu sắc ha. Bình thường thì cái dịch não tủy nó trong, nhưng mà khi mà nó chảy ra mình thấy nó đục là mình phải trong đầu mình phải có cái suy nghĩ gì đó, sao nó kỳ vậy, nó không giống bình thường, hoặc là nó có màu vàng, hoặc là nó có hơi hồng hồng nha, là mình phải suy nghĩ nó không bình thường rồi đó. Và khi mà mình quan sát đó thì mình thấy nó chảy ra lẹ quá, rồi sao nó chảy ra lẹ quá vậy, là sao đây, mình phải có những cái suy nghĩ trong đầu mình ha. Và ngay lúc này thì mình lấy dịch não tủy bỏ vào từng lọ vô trùng đó, tùy theo mục đích của xét nghiệm mà mình có thể mình lấy 3 lọ hay 4 lọ hay 5 lọ. Nhưng mà trong cái xét nghiệm này lúc nào người ta cũng khuyên mình là lấy thêm 2 lọ dự trữ, tại vì khi có một số cái xét nghiệm để cần thiết để làm thêm thì mình có cái đó để mình làm, không cần thiết phải cho bệnh nhân đi chập giò một lần nữa nha. Và cái lọ mà dịch não tủy mình lấy dư ra rồi thì mình để vào tủ lạnh ngăn mát. Lúc này thì mình cũng lấy luôn đường huyết, tại vì trong dịch não tủy thì mình sẽ khảo sát luôn cái đường huyết của dịch não tủy. Thì nó có một cái tỷ lệ giữa đường huyết của dịch não tủy và đường huyết bình thường mình, đường máu mình. Nó có cái tỷ lệ bình thường là bao nhiêu, nếu như mà nó tăng lên hay gì đó là nó có cái tỷ số của bệnh. Thì mình sẽ lấy cùng lúc như vậy để mình chia tỷ lệ và mình so sánh. Kết thúc cái dịch não tủy thì mình sẽ rút kim và băng lại vị trí chập giò cho bệnh nhân nằm đầu thấp trong 3 giờ đến 6 giờ ha. Ở đây cái mức tối thiểu của mình là 3 tiếng đồng hồ, mình không cho bệnh nhân nằm nâng đầu lên nha. Và hạn chế mọi hoạt động, không được ngồi dậy tuyệt đối nha. Vì sao mà không cho bệnh nhân ngồi dậy? Thì cái biến chứng thường gặp của cái chập giò dịch não tủy đó là đau đầu ha. Khi mà cái áp lực mình rút dịch não tủy ra thì nó sẽ làm cho bệnh nhân rất là dễ đau đầu. Nó cũng giống như trường hợp mà bệnh nhân sanh mổ xong thì cũng gây tê đó. Trước đây gây tê thì nó không có đau đầu, lý do là cái biến chứng của chập giò dịch não tủy. Thì ở trường hợp đau đầu này mình có thể ngăn ngừa hoặc là có thể cải thiện bằng cách là cho bệnh nhân nằm nghỉ. Và cái kim của mình chập giò nên chọn những cái loại kim nhỏ ha, đừng có là dùng những cái kim to quá, nó chảy nhanh quá. Một cách nữa là gì? Nếu đau đầu quá thì dùng thuốc giảm đau thôi. Còn cách nào bây giờ? Biến chứng thứ hai đó là nhiễm trùng. Nhiễm trùng do thầy thuốc nghe sợ quá. Ở đây thì hồi nãy bác sĩ nói là cái dùng iốt đó, đó là do mình ha, mình làm mình không kỹ. Cái thuốc nó trở vô nó theo cái kim của mình, nó vô tới cái vùng não tủy, cái vùng dịch não tủy thì nó sẽ gây viêm kích thích, viêm màng não kích thích. Rồi cái nữa là mình thấy bệnh nhân có cái tổn thương vùng da tại chỗ đó mà mình dẫn mình làm ha. Thì mình nó có 3-4 chỗ để mình làm, mình chập giò hay là 3-4-4-5 và anh là 5S1 để mình chập giò. Thì ở vị trí này tổn thương thì mình có thể mình tìm làm sao thích hợp, cần thiết thì mình cũng phải chọc, mặc dù là nó nhiễm trùng thì tới một thời điểm nào đó cần phải làm thì mình cũng làm thôi, chứ không phải là không làm, nhưng mà hạn chế tối đa tới cái mức mà nhiễm trùng cho bệnh nhân. Biến chứng nữa là chảy máu đây là tại chỗ và chảy máu lúc mà mình làm thủ thuật đó. Rồi bệnh nhân sẽ bị đau lưng ở vị trí chập giò ha, chèn ép tủy và tụt não, đó là những cái biến chứng, nhưng mà thường gặp nhất vẫn là cái biến chứng đau đầu. Dịch não tủy bình thường của mình nó có tính chất là gì, nó không có màu, áp lực là 70 đến 200 mm nước. Và tế bào thì thường nó chỉ dưới 10 tế bào. Ở đa số là lympho và không có hồng cầu. Như vậy khi mà mình chập giò ra mình thấy nó hồng hồng, chứng tỏ là nó bất thường này nha. Đường của dịch não tủy thì bằng 2/3 đường huyết. Ví dụ như mình cho bệnh nhân thử đường huyết lúc đó là 100mg/100, thì đường của dịch não tủy nó khoảng 70 ha. 2/3 là khoảng 70.
60 mấy 70. Protein thì lúc nào cũng phải nhỏ hơn 45 mg trên decilit là mg phần trăm đó. Áp lực dịch não tủy thì cái này mình đo bằng máy, nhưng mà mình có thể kiểm kiểm lại bằng cách dùng cái nghiệm pháp Wilson test và cái nghiệm pháp Stokkay. Cái này mình không có học, thôi bỏ qua đi ha, mình không có làm. Thì trong cái phần dịch não tủy này nó sẽ có biểu hiện của một số bệnh lý, chẳng hạn như thường gặp là mình thấy có máu là màu hồng đó, thì mình sẽ coi coi cái này là do chậm mạch, phải chậm mạch hay không. Nếu mà chậm mạch thì mình dùng nghiệm pháp là 5 ống nghiệm. Và nếu như nếu mà mình loại trừ được trường hợp chậm mạch thì đây là một trường hợp xuất huyết khoang dưới nhận. Tại vì hồi nãy nó đi vòng vòng, nó đi rồi cái dòng tuần hoàn của dịch não tủy mình nó sẽ qua cái phần khoang dưới nhận. Nếu như mà nó chảy máu trong đó thì nó sẽ vòng vòng, nó cũng phải tới cái vùng mình chọc thôi nha. Rồi cái thứ hai là viêm mạng não do vi trùng. Lúc đầu thì mình nói bạch cầu là bao nhiêu, có 10 con thôi nha. Nếu mà do nhiễm trùng thì nó sẽ từ 1.000 tới 5.000 con trên 1 mm khối. Và viêm mạng não do vi trùng thì đa số là neutrophil. Protein lúc này nó sẽ là từ 100 đến 500 mg trên decilit. Đối với viêm màng não do virus thì bạch cầu của nó nhỏ hơn vi trùng, nó chỉ có 250 thôi. Nếu nó không đạt mức từ 1.000 đến 5.000 thì mình nghĩ nó khác hơn nha. Và lympho ở đây chiếm ưu thế. Virus nha, do vi trùng thì nó là neuro, còn virus là lympho nha. Còn lao hệ thần kinh là viêm màng não lao đó, là cái dịch não tủy có protein rất là tan và cái đường của dịch não tủy nó lại giảm, đường giảm đạm tăng. Đây là cái chỉ số mà khi đi học về nội thần kinh là bạn nào cũng nhớ hết trơn á, đường giảm đạm tăng, phân ly đạm tế bào. Các bạn nhìn thấy không, nãy giờ nè, đối với từng nhóm bệnh thì nó có tỷ lệ tế bào khác nhau. Siêu vi tỷ lệ tế bào nhiều, vi trùng tế bào bao nhiêu, lao tế bào bao nhiêu, nhớ nghe cho Thi đó. Hình ảnh học về sọ não ha, chập giò rồi. Giờ qua phần chập giò mình tới cái phần hình ảnh. Hình ảnh ở đây gồm có gì? X quang, siêu âm, CT, MRI, điện cơ, điện não và sinh thiết. Sinh thiết là cái bước cuối cùng, khi mình không còn đường nào mình tìm, không biết bệnh nữa đó, mình sẽ đi đến cái phần sinh thiết. Thì đối với X quang của sọ não, cái này là sọ não nha, còn mình sẽ có hình ảnh học của cột sống riêng nha. Hình ảnh học của sọ não và hình ảnh học của cột sống, thì cột sống trong đó nó có luôn cái phần của tủy sống. Ở trong X quang sọ thì thường nó có một số bệnh nhân đi đến với mình: bác sĩ ơi đau đầu quá, chụp X quang đi. Chụp để làm cái gì nha? Chụp X quang mình đâu có thấy được cái não, mình chỉ thấy được cái sọ thôi. Ở cái sọ thì mình chỉ thấy gì bất thường về xương sọ, lõm sọ, huyết sọ hoặc u về xương sọ, ha, khoái quá dùng sọ chứ mình đâu có thấy mà cái nhu mô não. Còn nếu mình khảo sát thêm nữa là vậy, mình thấy được mấy cái son thôi nha, chụp mấy son sọ thường á, nhiễm của cái son vùng mũi. Rồi bước thứ hai là chụp cái chẩn đoán hình ảnh thứ hai, đó là chụp cắt lớp điện tán, là chụp CT đó. Chỉ định ở đây là những trường hợp bệnh nhân vô với mình là đột quỵ nha, có chấn thương sọ não, hoặc là bệnh nhân, một số bệnh nhân là hay quên, lớn tuổi đó hay quên, thì mình cần khảo sát ở não nó có bị gì không mà nó hay quên. U chèn ép an tâm, u não thì thường thường bệnh nhân vô với mình là trường hợp đau đầu kéo dài. Ở trong đây mình nhìn thấy là hình ảnh đối với chụp các lớp điện toán, chụp CT scan, một hình ảnh của xuất huyết não. Mình phải phân biệt được hình ảnh của xuất huyết não và nhồi máu não. Hai cái này là hai cái hình ảnh mà thông thường nhất khi các em chẩn đoán một bệnh lý về tai biến mạch máu não, mà mình phải phân biệt được nha, đừng có nhầm lẫn nha. Xuất huyết não là nó tăng đậm độ, còn nhồi máu não là nó giảm đậm độ. Tăng là nó phải trắng hơn, giảm là nó phải đen hơn nha. Đây là cái hình ảnh nào là xuất huyết não và hình ảnh nào là nhồi máu, nếu mà nói như vậy.
bên trái và bên phải là xuất huyết. Xuất huyết là bên nào? Trái ha. Đó, mình thấy nó trắng tương vậy là mình còn nhận biết được. Còn nếu như mà nhồi máu não nhìn bên hình này, biết không, biết chỗ nào thấy đen không? Thấy không? Trên hai cái hình này nó hơi mở tí xíu nha. Nhưng mà giữa hình này với hình này thấy cái hình nào là xuất huyết không? Có nhồi máu không? Nó đen thì cái vùng nào mình chỉ dùng thôi. Chứ trên đây mấy các em không có biết cái vùng nào là vùng nào, vùng nào. Đây cái chỗ này là cái chỗ đen hơn nè. Thấy không? Thấy không? Cái chỗ đen hơn nè. Mình nhìn bên đây là bình thường, còn ở đây là nó đen nè. Nó đen hơn thực sự luôn qua cái mô của nó nha. Cái này chiếu ra thì nó hơi mờ, chiếu trên máy thì nó rất là rõ. Rồi, chẳng nói hình ảnh thứ ba đó là cộng hưởng từ. Cộng hưởng từ thì mình cũng chỉ định trong trường hợp mà tai biến mạch máu não, u não hay sa sút trí tuệ, hay là những trường hợp bị nhiễm trùng. Và thêm một cái nữa, khi mà cho MRI mạch máu thì mình khảo sát được những cái mạch máu lớn ở nền sọ. Ở đây thì nó giữa một cái hình ảnh này, hai một hình ảnh này và cái hình ảnh CT hồi nãy đó, mình nhìn thấy cái hình ảnh này nó sẽ cho rõ nét hơn rất là nhiều ha. Còn mạch não đồ, mạch não đồ là khi mình bơm thuốc cản quang, bơm thuốc cản quang vô thì nó hình ảnh bơm thuốc cản quang và mạch máu đó, nó tắt ở đâu thì mình sẽ thấy ở đó. Nhưng mà cái này là kỹ thuật của ngày xưa thôi, còn hiện nay là người ta đã dùng DSA rồi thì người ta sẽ thấy toàn bộ quá trình từ lúc mình bơm ma bơm thuốc vào mạch máu, từ động mạch, tĩnh mạch cho tới mau mạch. Và cụ thể hiện nay một cái kỹ thuật mới trong những trường hợp mà đột quỵ đó là gì ta, người ta là người ta can thiệp mạch máu, can thiệp nội mạch ở trường hợp tai biến đó. Xin lỗi mấy anh nha, tại vì bên bệnh viện các thương nhân. Hôm 7 giờ bắt đầu. 7 giờ, tại vì làm về 7 giờ đó. Rồi rồi rồi. Rồi tuy nhiên chưa có cái bàn tiếp nhận đó, rồi mình sẽ lấy sổ mình ghi thông tin. À, lấy sổ ghi thông tin đó. Rồi đi vô trong. Rồi đi vô trong để mình phát hiện, đi vô trong để mình làm siêu âm ít. Còn siêu âm cũng như mình ghi ra vậy, một lớp là siêu âm, một lớp lên đầu để mình khám. Phát bộ coi, chứ khám mà khám tổng quát, chứ máu lên trên nữa. Để mình chia ra khu vực. Lấy máu lên trên là 4 rồi. Để máu lên trên phần khám lâm sàng. Để lên là 4 lớp. Đây là một hình ảnh của chụp mạch não đồ. Và hiện nay mình có cái kỹ thuật là chụp DSA. Thì ở trên hình ảnh của DSA mình thấy rõ những cái mạch máu ở trong vùng não mình ha. Ở đây người ta thấy được từ lúc bơm vô, người ta thấy bắt đầu có một cái túi phình ở vị trí này ha. Thì người ta sẽ có cái xử trí can thiệp, đặt stent, đặt thả coi hay stent gì đó, ta can thiệp nội mạch. Những trường hợp này, những cái túi phình này thường thường là ở người trẻ ha. Dị dạng túi phình ha. Rồi một cái cận lâm sàng thứ ba đó là khảo sát điện sinh lý. Ở đây là điện não đồ ha. Điện não đồ là mình đo điện não đó, mình dùng những cái điện cực mình gắn lên vùng da đầu để mình khảo sát những cái hoạt động của não bộ mình. Thì đối với bệnh động kinh thì ở vùng não của mình nó sẽ phát, có những cái vùng não nó sẽ phát ra những cái xung thần kinh, nó làm cho cơ thể mình nó cử động không có điều khiển theo cái bộ não, và gây nên cơn co giật cục bộ hoặc là toàn thân, toàn thể. Thì qua cái điện não đồ là mình có thể đánh giá được cái tổn thương nó vùng nào, vùng chẳng, vùng thái dương hay là vùng trán. Ngày xưa người ta dùng cái điện não đồ nè, người ta đánh giá bệnh nhân có chết não hay chưa, còn có hoạt động điện của não hay không. Nếu như mà người ta chết não thì không có hoạt động điện của não. Nói chung là điện não đồ ngày nay thì đã có CT với MRI rồi, mà để chẩn đoán những trường hợp mà u não hay gì đó thì người ta cũng ít làm, người ta đi thẳng vô CT hoặc MRI để nó cụ thể hơn.
Và trong phần điện điện trong phần khảo sát điện sinh lý này thì mình có thêm một cái nữa là bệnh cơ. Điện cơ hiện nay là bệnh viện trường đại học của mình nó cũng có điện cơ rồi, khảo sát những cái bệnh lý của vùng dây thần kinh ngoại biên, chẳng hạn như là hội chứng ống cổ tai, chèn ép rễ rễ thần kinh ha, hoặc là những bệnh lý về myelin hay là sợi trục. Myelin đó là cái bệnh cấp thần kinh cấp đa viêm đa rễ dây thần kinh cấp, chẳng hạn như bệnh Guillain-Barré. À, cái phần thứ tư mình hình ảnh học của mình ở đây đó là cái phần về cột sống. Cột sống thì mình cũng có dạy X-quang, cũng có CT, cũng có MRI, và mình có thêm cái nữa là chụp cái bao tử cảm quang thông qua cái trường hợp mà mình chụp dò để mình bơm thuốc đó. X-quang thường của mình ở đây là mình chỉ chẩn đoán về các bệnh lý thông thường cột sống, chẳng hạn như là gì thoái hóa cột sống, dị dạng có hay không, u thì cũng khó để mà thấy. Còn chụp bao tử cảm quang này là mình để mình bơm thuốc xong rồi thì mình sẽ đánh giá được những cái vùng mà tủy mình nó bị chèn ép ở chỗ nào ha, nó khuyết nó hẹp ở chỗ nào, mình coi mình đánh giá nó là có u hay không. Nhưng mà sau khi chụp cái này rồi thì mình cũng tiến tới mình chụp CT hoặc là MRI để mình xác định chính xác hơn, hoặc là chờ hình ảnh rõ hơn nó ở vị trí ở đâu ha. Chụp cộng hưởng từ đây là một cái kỹ thuật mà coi như được ưu ái hiện nay. Người ta khảo sát việc bột sống, tủy sống, đĩa đệm, khoang màng tủy, nghe mà thường bây giờ họ hở đau cột sống cổ, đau lưng cái thôi chỉ chụp MRI. Biết MRI gì không? Bệnh nhân biết, thật sự không biết là MRI nó làm cái gì. MRI vô cái đồ chụp MRI mà không biết nó làm gì, cứ đau là rồi chụp MRI. Thôi đi lên Sài Gòn chụp đi, chứ đây chưa có. Tự tốt. Phần khảo sát hình ảnh của mình thứ năm nữa là cái phần siêu âm. Siêu âm mình ở đây là mình có siêu âm bên ngoài và siêu âm xuyên sọ Doppler đó, Doppler bên ngoài của mình là Doppler mạch máu dùng động mạch cảnh và động mạch đốt sống thân rồi để khảo sát cái kênh xoắn thiếu máu não. Mạch máu dùng là tĩnh mạch cảnh, động mạch cảnh của mình đó, động mạch cảnh của mình có xơ vữa hay không hay là hẹp hay không nha. Từ đó mình có cái cách điều trị hoặc là tư vấn cho bệnh nhân như thế nào để phòng ngừa đột quỵ. Còn Doppler xuyên sọ ở đây thì nó có cái kỹ thuật riêng để mình làm. Và ở tình trong cái Doppler xuyên sọ này thì mình sẽ chỉ định cho những trường hợp mà xuất huyết khoang dưới nhện, và mình theo dõi cái tình trạng mà co mạch sau khi mà nó xuất huyết. Phần thứ sáu mình ở đây là phần sinh thiết. Sinh thiết là cái phần cuối cùng khi mà mình chẩn đoán không có ra, tất cả mình làm các xét nghiệm đều không ra thì mình phải sinh thiết để coi nó tổn thương, cái tính chất của nó là tổn thương gì. Rồi bài này thì ngắn gọn vậy đó. Thì ngắn vì vậy người ta cho mình để làm gì? Để theo dõi. Nó có cho mình chọc lại lần hai để mình theo dõi ha. Chọc lại lần hai, thậm chí lần ba để theo dõi và đánh giá mức độ như thế nào diễn tiến bệnh, theo dõi điều trị. Nếu như mà đó là một bệnh lý thật sự, cho dù có thay đổi cách mấy đi nữa nó vẫn là biểu hiện của bệnh lý ha. Cơ thể nó đã biểu hiện như vậy rồi thì làm sao mà nó mới thì nó lọc hết cái mới được, mà xét nghiệm là bình thường được chưa đâu, chỉ có điều trị nó mới hết được ha. Chọc nhiều lần nhưng mà trong giới hạn cho phép chứ không phải đè ta ra chọc hoài, trời ơi nó tuột não một cái là đi luôn.